Vâng, lời đầu tiên được cho em. Sau lúc đó xin được gửi lời chào đến toàn thể để các bác yêu thanh trên mọi miền tổ quốc nhé. À, ngày hôm nay thì em Xuân được xin được lên sóng cho các bác một cái lô vang, một dòng vang chuyên nghiệp. À, đây là một trong những dòng vang mà cho các bác trên thị trường khá là quen thuộc luôn. Đó là BD Audio F4. Thì cái dòng vang này anh em hay gọi là dòng vang em X10 cũng được. Đấy, à, bởi vì là con này nó cũng chạy phần mềm luôn X10, đồng các bác nhé và đương nhiên là dòng vang này thì sẽ có kèm theo cái đầu khiển luôn nó có cái đầu khiển từ xa cho bác luôn nếu trên đầu khiển từ xa là nó rất là nhiều chức năng rồi các bác có thể chọn được những cấu hình nóng ở đây đấy em sẽ cài sẵn là bốn cấu hình một hai ba bốn thì bác sẽ chọn ở đây hình số một là cấu hình tất cả mọi cái đầu hát này số hai echo thứ ba lại revert nhiều số bốn là nghe nhạc đấy chúng ta sẽ chuyển tông nhạc ở đây và tăng giảm effect và tăng giảm mic và tầm thẳng nhạc ở đây thì cái đầu khiển này nó cũng giống như những cái dòng vang khác nó khá là tiện dụng nói chung là khi chúng ta có cái đầu khiển này thì chúng ta sử dụng nó khá đơn giản luôn đấy thì cái đặc biệt nhất ở tiêu con vang này mà em thích nhất các bạn đã thấy đó, đó chính là những cái đèn quắc ở nó thì trên những con vang dòng dòng này nó sẽ có những cái đèn quắc báo nhạc ở đây và khi chúng ta sử dụng đó khi chúng ta sử dụng thì những cái 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 đèn ở đây nó sẽ nháy theo nhạc rất là đẹp giống như những con lọc quay laser vậy các bạn những rất là đẹp các bạn nhé và tất cả các bạn này của em là bạn phím mềm luôn chứ không phải bạn phím cứng nhé phím cứng thì đương nhiên nó sẽ rẻ hơn rồi đây là phím mềm các bác nhé 100% là phím mềm và ở phía trước chúng ta sẽ có ba cụm mic đấy và đây đây chúng ta sẽ thấy đây đây là chúng ta sẽ có những cái núm volume thứ nhất là núm volume của mic này volume effect này và luôn xâm của mô xích này đây là chúng ta gọi con chuột đi đấy ngoài ra chúng ta phải dùng ở trên điều khiển được luôn không phải dùng ở trên cái à, đúng như này đấy còn đây là những cái phần chúng ta cài đặt bằng tay con này cài đặt bằng tay cũng khá đơn giản luôn nha đấy thì cái con vang này nó khác với những con vang khác nữa là con vang này lên tới 7 cổng các ạ đây là vang 7 cổng luôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì con vang này họ tích hợp chúng ta tới hai đường súp luôn hai đường sub các bác nhé Đấy, chúng ta có thể sử dụng được hai sub luôn thì đây nó nó sẽ có hai cậu men nào này một cậu center này hai cộng sub này và hai cổ sau rao ở đây Đấy, rất là tiện sử dụng các bác nhé và hai đường tín hiệu in vào Đấy. con này chúng ta sử dụng đường uh, usb để chúng ta kết nối với phần mềm máy tính ở phía trước cũng có luôn nó sẽ cắm ở cả phía trước cả phía sau cũng được à, tùy từng con nó uh, phiên bản các bác nhé thì uh, cái màn hình nó cũng giống như dòng x hiện tại thị trường thôi Nói chung là khá đẹp Nói chung là khá đẹp các bác ạ Đấy thì đặc biệt của con chiếc con vang này mà em khoái á đó là con vang này nó đã sử dụng uh, có cả chip dày mã AKM của bác này đây nó đã sử dụng cái chip dày mã AKM đây này đấy, AKM Chip dày mã tín hiệu âm thanh nó giúp cho cái tín hiệu âm thanh uh, nó rất là sạch và đặc biệt là nó rất là đẹp các bác ạ tiếng nó rõ ràng và bo mạch thì đang rất là đẹp các bác phải nói là thực sự, sự đẹp luôn uh, con vang này sử dụng tới ba cái dơ lea uh, chống chống sốc của Hội nhật uh, nó là cái, của cái hãng nó khá là dài tên nó là Casimagua đấy đây này đá đấy nó là sử dụng ba con dao le chống sốc tín hiệu đầu ra ở trên con vang và được sản xuất tại nhật luôn đấy cả chip akm vậy luôn tất cả là hàng nhập nói chung linh kiện hàng nhập con này là sử dụng hai nguồn một cái nguồn lớn nguồn chính nguồn chính để cấp cho toàn bộ cái bo xử lý tín hiệu âm thanh ở đây đấy và một cái nguồn phụ này để cấp cho cái khu vực màn hình này đấy cho nên là chúng ta sử dụng hai nguồn các bác nhé thì thực ra là cái, cái chuyện mà hai nguồn một nguồn thì không phải là hai nguồn nó hay hơn hay một nguồn hay hơn một số anh em có quảng cáo bảo là hai nguồn nó hay hơn như này là không đúng các thực ra là hai nguồn là họ thiết kế riêng biệt cho nó để giảm cái cái tải cái của cái nguồn lớn thôi còn nếu mà sử dụng một số vang khác thì họ sử dụng một cái nguồn đấy, họ dùng một cái nguồn lớn hơn thì nó sẽ cung cấp đủ được cho điện tất cả luôn. Thì con này họ sử dụng một cái nguồn lớn nhỏ hơn một chút này, một cái nguồn trung bình và một cái nguồn nhỏ hơn để cấp cho đều cho cả cái phần thiết bị này. Thì đó cũng là một cái ưu điểm của nó thôi, chứ không có cái gì to tát cả. Em Xuân cũng nói luôn chứ không phải là anh em cứ, cứ nghe thông tin quảng cáo linh tinh đấy cái không phải là hai nguồn đấy một nguồn cái nào hay hơn không là dở hơn không có cái cả những dòng Vina bây giờ cũng vậy đây cái cả những dòng Vina này Vina bây giờ họ chỉ làm một nguồn bác ạ họ làm một cái nguồn lớn hơn ngày xưa thì cái cấp nguồn lớn hơn thì nó đủ luôn thôi chứ không cần phải hai nguồn nữa chứ không phải là cứ một nguồn với hai nguồn là cái nào hay hơn cái nào dở hơn anh em cứ so sánh như thế là không đúng nhé cứ quan trọng phải là hàng xịn còn hàng nhái là đang nói đấy thì với những con vang này thì em nó xuất nói luôn rồi em xuân bán vàng ở trên thị trường Việt Nam thì nó thật bác là em có một cái tính cũng đã nói các bác rất là là nhiều các bác nhiều khi cũng thông cảm cho em đó là các bác nào mà hiểu về vàng hãy hãy dùng con vàng này các bác nhé em không khuyến khích các bác mua đại trà bởi vì đây là những con vàng chuyên nghiệp đấy đây là những con vàng chuyên nghiệp các bác nó không phải là con vàng phổ thông nếu là vàng cỏ thì các bác ai mua cũng được những con vàng cỏ như là mở bút mở tám trăm rồi ai ai giờ con vàng như ivin mà em sắp em cũng sẽ có là ivin này hoặc là những con vang ví dụ như là uh, VF1 của CB Gothic vân 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 thì đó là những con vang có thì chúng ta rất là dễ sử dụng, nó chỉ tương đương những con vang cơ thôi. Hơn hiện đại hơn con vang cơ và chúng ta sử dụng nó cũng dễ như vang cơ vậy đấy. Thì ai cũng dùng được. Nhưng đối với những con vang này bác ạ, nó nó là những con vang chuyên nghiệp. Và nó khi nó đã chuyên nghiệp thì nó sẽ rất chuyên sâu Và chúng ta phải biết sơ qua thì chúng ta mới dùng được Chứ còn đa số các bác cứ nghe quảng cáo trên TV Trên trên, trên Youtube một số ông nổ loại Thánh nổ cứ bảo là Cứ mua về đi rồi Tôi, tôi cài cho đảm bảo cắm loa nào cũng hay Đó là những thằng vớ vẩn các bác ạ Nó không có thật Trên đời nó không có quân vang nào có chức năng như thế cả mỗi một cái loa chúng ta phải cài khác nhau mỗi không gian nó sẽ khác nhau mỗi một bộ mic thay vào nó là khác nhau một con đẩy thay vào nó cũng khác nhau ra tiếng khác nhau hoàn toàn này làm gì có cái chuyện mà tự nhiên cắm cái cấu hình nào vào giống nhau được như vậy là lừa đảo các bác thực ra là họ bán là họ không cho các bác trả lại cho nên là họ nói như thế các bác mua cho xong đi xong được khi các bác trả lại thì họ bắt các bác phải khấu hao bao nhiêu phần trăm đấy thì họ cũng cố tiền tóm lại là các bác cứ nhận được hàng là rồi các bác sẽ bị mất tiền rồi cho nên là họ chơi cái trò đấy còn cửa hàng em xuân thì đã báo nó rất là rõ rồi cửa hàng em xuân bán hàng ra các bác không ưng được các bác được trả lại đấy, các bác trả lại thoải mái ít nhất sản phẩm cửa hàng em sẽ được 3 ngày dùng thử không thích trả lại hàng thoải mái không bao giờ bị trừ đồng nào hết á cho nên này em biết là các bác sẽ trả lại thôi à bởi vì các bác mà không biết về con vang các bác không xử lý được con vang không làm chủ được nó thì chắc chắn các bác sẽ trả lại à một con vang hay như thế này mà bây giờ các bác mà không cài được thì nó phí quá là các bác không biết dùng thế nào là các bác cứ loay hoay chán là các bác cũng trả lại cho em à thế này mất công lắm các bác mất công mất việc lắm em thì em không chưa tiền của ai cả nhưng mà mất công của các bác là mất công của em cho nên em có nói luôn là tính em bán hàng thì cũng không phải là là kêu hay cái gì cả đâu nhưng đó là nói sự thật đó là sự thật luôn một số ông lên mạng cứ bô bô cái miệng quảng cáo để mà các bác mua để mà kiếm tiền nó dễ không có chuyện đấy xảy ra các bác nhé đấy không có bao giờ có chuyện đấy xảy ra đâu một đô la nằm mới cài nó khác một đô la phun cài nó khác đô la phun hãng này nó khác hãng kia nó khác làm gì có đôi nào giống đôi nào đâu các bác cắm bọn em cài ở đây á bọn em cài sẵn các bác bốn góc hình này là bốn góc hình chuẩn một cái hình tầm chuẩn chuẩn đấy để các bác từ góc hình này các bác tùy biến sang góc hình của các bác nhưng các bác phải biết sơ bộ cơ chứ không biết sơ bộ thì có cũng khó khăn Đấy, cho nên mà số bác em bán thì quân vàng rất là mắc tiền, rất là hay mà, mà về một số anh em bảo chế, quân vàng thì bảo dở, cả quân vàng cơ. Bởi vì các bác có biết dùng đâu mà? Các bác cứ mua về các bác cứ cắm vào cho cái cấu hình chật lất cứ để dùng các bảo là quân vàng dở. Thực sự là nó lãng phí một quân vàng mà nó nó xỉ nhục với một quân vàng các bác. đó em nói thật luôn. Tính em thì em bán hàng thì có gì em nói luôn nhé, em không có có có, có uh, uh, gọi là gọi là, gọi là gì thế nào nhỉ? Gọi là bốc phét để mà các bác mua hàng đâu. nó thật luôn. Đây là bảo là cái con vàng này nó hay lắm Các bác cứ mua về là nó hay sẵn thế này đây kia không có bác nhá Đấy, em nói thật với các bác lại thế, thấy vậy thấy Lại mày nói vậy á Con vàng này của em là lô này rất là đẹp Em chưa vệ sinh được cả bác ở đây này Tất cả đây em chưa vệ sinh được đâu Em mới bóc ra em quay các bác luôn Vậy bây giờ các bác luôn con vang này thì thợ bắt bác, bác là bác nào lấy thì liên hệ với em Giá thì nó thật các bác luôn em cũng nói giá cũng không có dấu giá này cả Bình thường con vang thị trường như, như mọi năm á Nó giá tầm khoảng độ 2 triệu bảy, triệu 8 uh, 2 triệu chín. Nhưng năm nay em Xuân nói luôn là giá của con vang này hiện tại em Xuân năm nay đang bán với giá là 3 triệu đồng một con Đấy thì các bác cứ thể đi so giá thoải mái à, Lô này của em là đang khá là đẹp luôn, phải nó đẹp từng cái tai mọi thứ là dinh đét hết Dinh đét một trăm trăm thì cái hàng mà cái hàng mình lấy theo thằng tỷ thì nó sẽ nó sẽ khác mà hàng lấy mình mình lấy hàng lô nó sẽ khác với lại cái giá thị trường mọi năm nên nó cũng khác năm nay thì vàng nó hơi hiếm nên là giá nó cũng bị đẩy lên một chút thành nó cũng hơi cao hơn 100 200 trăm ngàn thì đó em bao xuân bao giá luôn cụ thể các bác chứ không có dấu gì cả chứ không phải là bán mập mờ nhá không phải tình yêu mập mờ gì cả bác nhá em cứ tặng kèm đồ khiển cho bác luôn kiến khiển này em tặng kèm luôn đấy thì các bác mua một con vàng như thế này về để mà mà không sử dụng được để phí quá đây là một con vàng rất là hay các bác ghép dàn cái đầu kia okay, nghề sướng lắm thì phần mềm em sẽ cung cấp miễn phí cho bác hết đấy nhá các bác lên mạng cũng có mà phần mềm này các bác lên mạng cũng có hoặc là bên em uh, cung cấp cho các bác cũng được nhá ai cần loại nào để đến hệ với em bộ mạch sẽ sáng quắc luôn đấy, mạch rất là đẹp luôn nhá hàng zin đét từng từng cái kêu luôn ạ, không có cái hàng vỡ vẩn nha. Hàng em là hàng xịn, hàng đẹp, chứ không phải hàng vỡ vẩn các bác nha. Các anh bác nào có nhu cầu liên hệ em Xuân số điện thoại ở phía dưới màn hình ạ. Em xin phép mà dừng lại dừng cái video ở đây và xin hẹn gặp lại các bác ở những video sau ạ.